Xin chào các bạn, mình là Huy Man Hu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ truyện Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Hồi Quy Giả. Không chần chờ gì nữa, hãy cùng bắt đầu ngay thôi nào. Vào một ngày đẹp trời, nam chính đang đi trên đường đến trường thì bỗng nhiên cảm giác rất là lạ. Sao lại không có ai ở trường hết vậy? Trong lớp học cũng không có ai, ở phòng anh cũng không có ai, ngoài hành lang dọc lối đi cũng không có ai, cả trường chỉ có mình thôi sao? Dù có chờ bao lâu cũng không thấy xe buýt tới, nên tôi đành đi bộ về nhà. Đường phố hôm nay sao vắng lặng quá, lạ quá, tốt nhất nên về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy sẽ khác thôi, chắc đây là một giấc mơ thôi. Nam chính về đến phòng của mình, tại một khu chung cư, liền cất tiếng chào bố mẹ, con về rồi mẹ ơi. Sao mẹ cũng không có ở nhà luôn hả? Lạ quá, rõ ràng mình rời nhà đi đến trường lúc 2:45 mà điện thoại cũng là 2:45 luôn. Ít nhất đã 2 tiếng kể từ lúc mình đi bộ về rồi, nhưng mặt trời không di chuyển tí nào cả, như thể thời gian dừng lại vậy. Ngoại trừ mình thì không thấy ai. Phải rồi, thời gian của trái đất hiện đã dừng lại, ngoại trừ ta với người không có ai nữa cả. Cô là ai thế? Ta chính là người mà ngươi đang nhìn đây. Gì vậy trời? Một kẻ đột nhập nhà người khác à? Không phải người nhìn này hai cánh váy trắng, thấy rõ chưa, người đã nhận ra ta là ai chưa? Người đang mặc cốt tờ lây à, phải không? Ta là sứ giả của Chúa, là một thiên thần, tên của ta là Lết. Lý do để ta đến đây là để nói cho người biết, người chính là kẻ bị bỏ lại. Bị bỏ lại sao? Từ hồi chuyến đi dã ngoại hồi tiểu học, mình đã bị bỏ quên một lần. Khóa đào tạo hồi cấp 2, rồi chuyến huấn luyện toán học cấp 3 cũng vậy. Thậm chí, mình còn bị bỏ lại ở một buổi meeting ở đại học. Trời ơi, mình lại bị bỏ rơi nữa sao? Chính xác. Toàn bộ nhân loại đều được dịch chuyển đến chỗ khác, ngoại trừ cậu. Tại sao? Bởi vì trái đất chuẩn bị đối mặt với một trận đại chiến. Biến động à? Trước khi nói tại sao, thì để tôi giải thích cho cậu đại biến động là gì nhé. Đại biến động là sao? Nghĩa là trái đất chuẩn bị thăng cấp lên một tầng mới, vì nó đã đạt điểm kinh nghiệm đến mức tối đa. Điều đó đồng nghĩa với mana sẽ được giải phóng, và một kỷ lục cổ xưa sẽ liên kết với trái đất, và con người sẽ cảm nhận được kỷ lục đó. Kỷ lục đó còn được gọi là Statut. Người có thể giải thích nghe đơn giản hơn được không? Ta rất giỏi mấy vụ này mà. Một khi mana được giải phóng, quái vật sẽ bắt đầu xuất hiện. Đó là loại quái mà không thể dễ dàng bị tiêu diệt, chỉ với súng và kiếm được. Nếu ta cứ mặc kệ để loại người như thế, họ sẽ trên đà tuyệt chủng và bị quái vật tấn công. Vậy nên Chúa đã dừng thời gian trên trái đất lại và chuyển toàn bộ loại người đến thế giới khác để họ có thời gian để luyện tập và hấp thụ mana. Nói ngắn gọn là, cơ thể thực của họ đang được cất giữ ở nơi khác và tạo ra những avatar để họ đăng nhập vào thế giới khác. Và rồi, loài người sẽ học cách sử dụng mana ở thế giới khác, như vậy sẽ giúp tăng khả năng. Họ có thể chống chọi với quái vật. Quái vật không thể bị giết bằng súng và thuốc nổ sao? Một con quái được hình thành bởi nguồn năng lượng cấp cao, thậm chí còn không chết, dù có bị tấn công bởi đầu đạn hạt nhân. À, vậy nên mới cần phải tăng sức mạnh loài người. Chính xác, thấy Đức Chúa nhân từ chưa? Ngài ấy đã cho toàn bộ loài người cơ hội để học được cách điều khiển mana luôn. Vậy còn tôi thì sao hả? Ta nghĩ là có lỗi gì đó. Thôi vậy thì hãy sửa lại đi. Ha ha, cổng dịch chuyển đã đóng rồi nên chuyện đó hơi khó đấy. Kỹ năng ẩn thân của cậu giỏi, đến mức Chúa còn không nhận ra được luôn. Sao trên đời lại có người nào ngu xuẩn thế hả? Không có chịu đâu. Mau gửi tôi đến thế giới khác màu để tôi học mana. Đức Chúa nhân từ thấy thương cho cậu bị bỏ lại, nên quyết định tặng cho cậu một thứ khác. Tôi không cần, tôi muốn học mana. Chuyện đó khó lắm cho đến khi đại biến động xảy ra. Khoảng 10 năm nữa loài người sẽ quay trở lại. Ta sẽ chăm sóc cho cậu mà đừng lo. 10 năm sau vậy thì tôi phải làm gì đây? Vậy thì, luyện tập để chuẩn bị cho đại biến động thì sao? Nhưng kể cả thế thì tôi đâu có dùng được mana. Vậy nên ta đã có cách. Chỉ cần cậu mạnh về vật lý là được mà anh. Gửi tôi đi đi, gửi tôi đi đi. Không bất khả thi. Và rồi cuộc sống cô độc của tôi trên trái đất bắt đầu. Một thời gian dài đã trôi qua, ngoài đường vẫn vắng tanh không một bóng người, các nơi trên thế giới đều không có một bóng người. Vậy là đã 5 năm trôi qua, kể từ khi con người biến mất khỏi trái đất, ở một nơi nào đó, nam chính của chúng ta đó là hắn đang chạy thể dục, nhìn có vẻ rất mệt mỏi. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã tập luyện chăm chỉ tại các phòng, nào là tập chân, tập ngực rồi đến tập tay. Còn ở một nơi nào đó thì mọi người đang chiến đấu với những con yêu quái để tích lũy thêm mana và phát triển các năng lực để chống lại quái vật. Sắp tới tất cả những gì tôi có thể làm là trau dồi sức khỏe về thể chất dưới sự chỉ bảo của Lít. Người không thấy chán hả? Lít nói. Làm sao mà người có thể làm những thứ y hệt mỗi ngày suốt 5 năm qua như vậy? Thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chăm chỉ tập luyện. Ừ, người phải làm thế thôi. Vậy nên tôi cứ làm đấy. Giờ đây cơ bắp của hắn đã phát triển rất nhiều, thân hình ngày càng săn chắc hơn. Sức mạnh của cậu ấy cũng cải thiện một cách rõ ràng. Đúng là một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Thường thì không dễ để một người chú tâm vào một việc đến như vậy. Âu hăn người thật sự đúng là không tầm thường. Ta đã biết từ lúc người tránh khỏi ánh mắt của thần bằng khả năng lén lút của mình. Nhưng cô nói vậy, ý của cô là lỗi của tôi hả? Hê hê, Lết là người duy nhất trên trái đất mà tôi có thể nói chuyện. Lúc này cô ấy đến thăm tôi mỗi tuần một lần. Bên trong một tòa nhà lớn, tôi được Lết nấu cho những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và rất là ngon. Khi đến giờ ăn
thì bàn ăn của tôi tự động được lấp đầy bởi những món ăn của Lít. Nói thật lòng thì còn ngon hơn cơm mẹ nấu nữa. Nói đến đây tôi thấy có lỗi với mẹ, xin lỗi mẹ. Hơn nữa, chén đũa cũng được dọn sạch sẽ một cách tự động. Thật là quá tiện lợi. Giờ thì tôi đã luyện được sức khỏe cơ bản. Tôi đang nghĩ đến việc học võ hay dùng vũ khí. Người định làm gì thế? Khi không có ai để mà dạy người chứ? Tôi sẽ tự học qua mạng thôi. Điện và mạng Internet đều vẫn còn hoạt động rất khỏe. Tôi quyết định xem qua hết các video được up lên trong quá khứ. Làm thế nào mà video trên Internet chưa mất sạch và vẫn hoạt động cơ chứ? Đó là do thời gian đã dừng lại. Lít đến bao giờ? Cô mới định không trả lời tôi bằng câu đó vậy. Bên ngoài một tòa nhà lớn, nam chính đang chăm chỉ tập luyện võ công. Dưới sự giám sát của Lít, Gazo chú ý đến những chuyển động cơ bản nữa mà người còn 5 năm nữa đó. Cảm ơn cô, tôi biết rồi. 4 năm học võ đã trôi qua thật là nhanh. Han, người đánh tay đôi với ta không? Người sẽ tiến bộ nhanh hơn nếu có đối thủ. Ý cô là muốn tôi đánh cô hả, chị thiên sứ? Đừng lo mà cứ đến đấu với ta đi. Dù cô có nói vậy thì vì cô là chị thiên sứ của tôi nên tôi sẽ nhẹ tay. Người có chắc không? Tất nhiên tôi đánh cô được mà. Xem sức mạnh của 9 năm cô đơn và oán hận đây. Máu me bè bét bay tung tóe lên trời. Một chuyện gì đó thật khủng khiếp đã xảy ra. Cô đúng là một thần đồng sinh ra để đánh nhau. Giờ người hiểu chưa? Đừng lo mà. Cứ xem ta là đối thủ tập cùng nhé. Miễn phí bầm dập luôn. He he. Tôi không muốn tập luyện với cô nữa. Cho tôi cơ hội từ chối chứ. Làm lại nào. Ha ha ha. Và thế là 10 năm nữa đã trôi qua. Với năng lực võ thuật đó thì người chắc có thể đánh bại quái vật cấp thấp mà không gặp vấn đề gì. Nếu người tiếp tục lên cấp thì có thể người sẽ dùng được mắt xa. Vì ta đã tự mình dạy người nên đó là bằng chứng cho kỹ năng của người đó. Cô nói sai rồi, phải là tự mình đánh tôi chứ. Ha ha, dù sao người cũng đã làm tốt trong suốt 10 năm qua đó. Giờ thì khi cơn đại họa ập đến, nhiều thứ sẽ thay đổi. Clip chúng ta sẽ gặp lại chứ? Không chắc, còn tùy thuộc vào người nữa. Không còn lâu nữa trước khi cơn đại họa bắt đầu ập đến và mọi người cũng sẽ trở lại nơi đây. Nam chính đã đứng sẵn ở một khoảng sân để chờ đợi mọi người đến. Anh ta rất khát khao và mong sớm được gặp lại mọi người. Đã lâu rồi từ khi mình gặp mọi người, mình hơi lo lắng. Ở phía trên cao, Lết sẽ nhìn theo nam chính. Thật tiếc phải chia tay Lết rồi. Nhưng cuối cùng, cuộc sống của mình có thể quay lại như bình thường. Sau khi chờ đợi một thời gian dài, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Sao mọi người vẫn chưa quay trở? Lại tại sao vậy? Con đường kia vẫn trống vắng không một bóng người. Là sao? Sao mọi người không trở lại vậy? Lết hãy giải thích đi. Sao không có ai xuất hiện vậy? Xem ra hình như có lỗi gì ở đây rồi. Nam chính của ta chắc giận lắm. Tôi ghét cô quá. Giờ thì thời gian đã qua đi rồi. Tôi phải chờ thêm 10 hay 20 năm nữa hay sao? Nếu như vậy thì tôi sẽ chờ đến cùng. Tuy vậy một thời gian dài đã trôi qua 10 năm. 20 năm cho đến tận 50 năm đã trôi qua. Nhưng mọi người vẫn không trở lại. Giờ đây khung cảnh đã trở nên một khác hoàn toàn. Nam chính vẫn chăm chỉ tập luyện võ. Sức mạnh của anh ta thật là khủng khiếp. Có thể một đấm là phá vỡ những tảng đá khổng lồ. Đôi mắt của anh ta cũng trở nên sắc nhọn hơn trước. Cậu mạnh mẽ hơn rồi, đúng như mong đợi của tôi dành cho cậu. Khi 50 năm dần trôi qua, tôi đã không còn đếm thời gian nữa. Cậu có sao không? Giờ thì tôi không còn nhớ mặt mẹ mình nữa. Tôi thật sự xin lỗi cậu Han. Chục thời gian còn xa đến mức nào vậy? Tôi đã chán võ thuật rồi, nhưng cơn đại họa có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cậu không thể mặc kệ võ thuật được Han. Không lẽ cậu đã rơi vào tuyệt vọng sao? Tôi biết, tôi sẽ tiếp tục luyện tập trong lúc đọc sách. Han, cậu vẫn chưa rơi vào tuyệt vọng. Thật là một ý hay, tôi sẽ đi theo cậu. Sau đó tôi đọc sách cả ngày. Lúc đầu là tiểu thuyết hiện đại, rồi sách kinh doanh, thưởng thức lịch sử, địa lý vân vân, vật lý, hóa học, nghệ thuật. Và rồi tôi đọc hết tất cả sách trong thư viện. Mình nên học thêm ngôn ngữ nữa. Tôi bắt đầu du lịch quanh thế giới. Đầu tiên là tôi đến đất nước Việt Nam kế bên. Tiếp đó là Nga, Mỹ và còn nữa. Tôi đã đi chơi cùng với Lết. Và tôi cũng đã học được nhiều ngôn ngữ của các nước. Chụp ảnh tự sướng ở khắp mọi nơi và đã đọc hết mọi sách trên thế giới. Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi tôi đã đến thăm tất cả. Một thời gian dài đã trôi qua, tôi đã đọc xong hết rồi. Đây là quyển sách cuối cùng trên thế giới. Giờ tôi phải làm gì đây? Cậu làm gì ấy hả? Sao cậu lại nói vậy? Cậu không thấy mệt sao? Tôi chẳng có thời gian để mà mệt. Có quá nhiều thứ tôi cần làm trước khi cơn đại họa ập đến. Han, dù sao cả trăm năm ở một mình, cậu vẫn tin rằng mọi người sẽ trở lại sao? Mọi thứ đều là sự chuẩn bị cho cơn đại họa sắp đến. Thưa đấng tối cao, Đức Cha, Đức Thánh, xin hãy để loài người trở lại trước khi đạt đến giới hạn của cậu ta, trước khi cậu ta mệt mỏi và từ bỏ cuộc sống. Làm ơn đi. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Ở trong một khu rừng nọ, cây cối đã trở nên rậm rạp. Từ đâu đó bỗng nhiên xuất hiện một con heo rừng, trông thật là hung dữ. Nhưng chỉ một giây sau, từ phía xa đột nhiên từ đâu lao đến một cây kiếm, và rồi chú heo đã mất mạng. Thấy vậy, nam chính từ xa cất tiếng, ngon ngon quá. Sau khi đọc xong tất cả sách trên thế giới, nam chính bắt đầu học nghề thợ săn và nghề thợ rèn. Anh ta đang nuôi con heo của mình, vừa săn được một cách nặng nhọc. Trên đường về, giữ cho mọi thứ thật đơn giản, bắt đầu với lợn rừng đào. Mình cần lựa chọn một con dao thật sắc để xẻ thịt. Đột nhiên,
Nam chính của chúng ta nghĩ ra một điều gì đó. Anh ta nói, có một chuyện tôi vừa mới nghĩ ra. Nếu bây giờ tôi giết tất cả động vật, liệu nó có ngăn cản được sự xuất hiện của quái vật không? Nghe vậy bé thiên sứ liền nói, cậu chỉ được làm những thứ mà ta cho phép thôi nhé. Nếu người giết tất cả động vật, cân bằng sinh thái sẽ bị phá hủy đấy. Hơn nữa quái vật thực ra, nói đến đây bé thiên sứ bỗng nhiên bịt miệng lại. Thấy vậy nam chính liền nói, sao cô không nói tiếp thế? Cô định chơi xỏ tôi đúng không? Thấy nam chính nói vậy, bé thiên sứ giả vờ là không nghe thấy điều gì hết. Bằng mọi giá tôi phải trở thành một thợ săn chân chính. Hắn đúng là một kẻ thú vị. Sao hắn có thể tìm ra những điều mới mẻ mà không thất bại? Vậy đã được 274 năm. Kể từ khi nam chính bị bỏ lại phía sau, một quãng thời gian rất dài, kể cả với một thiên thần như mình, thật đáng ngạc nhiên là một con người, với tuổi thọ rất ngắn, lại có thể khiến bản thân mình chịu đựng được như vậy. Để chuẩn bị cho tương lai, trong quãng thời gian dài đằng đẵng này, tuyệt xong cả rồi, lần đầu thế này đúng là không tệ, mình đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc này mà, đúng là một con người phi thường. Và rồi đã rất lâu sau đó, thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, mục tiêu cuối cùng của một kẻ như nam chính, đương nhiên là săn giết những mục tiêu lớn hơn đó là cá nhà táng. Thấy vậy bé thiên sứ liền hét vào mặt nam chính, cá nhà táng là một loại động vật nguy cấp và cấm được săn bắt đấy, người có biết không? Nam chính liền nói, cô không thể bỏ qua lần này cho tôi sao? Nghe vậy bé thiên sứ đã nói một điều gì đó, làm cho nam chính không hiểu, đừng có đùa mấy câu nói mà chả có ai hiểu hết. Đã 35 kể từ khi nam chính bị bỏ lại phía sau, và bây giờ nam chính đã trở thành một đồ tể. Nam chính đã tốn rất nhiều thời gian để thành thạo nghề rèn, nếu trong sách nói chuyện rèn đúc đơn giản, nghe có vẻ dễ học, nhưng thực tế không phải là như vậy. Nghề rèn không dễ một tí nào cả trời. Mình trượt tay rồi, thế là một thanh kiếm đã bị phá hủy dưới chính tay của nam chính. Chết tiệt cái tay của mình đúng là bất tài mà. Sau đó, vô số lần thanh kiếm mà nam chính rèn đã bị hỏng. Cuối cùng sau 5 năm, nam chính vẫn chỉ làm ra một thanh kiếm tồi tàn. Kết quả này không thỏa mãn với điều nam chính muốn cho lắm. Thấy vậy bé thiên sứ liền nói, đưa nó đây cho ta. Đây đúng là một thanh kiếm không được tích sự gì, nó không thể dùng cho việc thái củ cải nữa. Thấy vậy nam chính hậm hực, trả lại cho tôi đi. Nghe vậy bé thiên sứ liền nói, ta sẽ lấy thanh kiếm này đi làm đồ lưu niệm. Người không thể biến mất, kể cả sau khi khôi phục lại thế giới, nên người phải biết ơn các vị thần chứ. Và cho ta thanh kiếm này. Khi thấy bé thiên sứ cầm thanh kiếm rồi bay đi, nam chính bực bội hét to, sao cô cứ đến đây làm phiền tôi vậy thế à? Ở một nơi nào đó, bé thiên sứ đang ngắm nhìn thanh kiếm và thầm thét lên trong lòng. Một thanh kiếm thật là tuyệt và đẹp, mình rất thích. Ở một nơi nào đó, nam chính vẫn đang hăng say với việc bắt đầu rèn dao găm. Nam chính đã rèn ra mọi loại binh khí trên thế gian này. Những thanh kiếm thật là tuyệt đẹp, có trường kiếm, thương, búa. 50 năm đã trôi qua, nam chính vẫn miệt mài với công việc rèn đúc của mình. Dù có làm thế nào, thì nam chính của chúng ta vẫn cảm thấy nó vẫn còn chưa hoàn thiện, nó cần thêm một thứ gì đó để cho thanh kiếm được rắn chắc hơn. Nam chính đã liên tục lặp lại quá trình cho tới khi thấy thật sự hài lòng. Sau cùng thì nam chính chả có gì ngoài thời gian cả, và sau khi vung một cây búa suốt 100 năm, cuối cùng thì nam chính cũng đã làm ra được một cây thương thật là hoàn hảo. Thấy vậy nam chính hét lên, tôi đã tạo ra một kiệt tác sau 100 năm nỗ lực đấy. Bé thiên sứ nói, sự bền bỉ của người thật đáng khâm phục. Thật là tuyệt vời, đây là loại vũ khí thép tốt nhất mà ta từng thấy đấy. Tuy nhiên sau khi mà nó được phát hiện ra, một loại nguyên liệu mới ra đời, loại nguyên liệu mạnh hơn cả thép, có hai viên nguyên liệu gì đó rất lấp lánh, trông có vẻ rất rắn chắc. Nghe vậy nam chính mừng lắm, vậy thì tôi phải làm cái mới rồi ha ha. Bé thiên sứ lắc đầu, người thật sự là một người không bao giờ bỏ cuộc. Thật tuyệt vời, sau khi thành thạo nghề đồ tệ và nghề rèn, thì nam chính dành thời gian luyện cả về võ nghệ. Một lần nữa, nam chính không thể đếm nổi mình đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này nữa. Thấy nam chính chăm chỉ tập luyện như thế, bé thiên sứ liền nói, hắn ta cứ tiếp tục rèn luyện mà không biết mệt. Hắn ta đã có được kinh nghiệm mà nhiều thế hệ phải trải qua mới đạt được. Nhưng đã 1005 kể từ lúc cậu ta bị bỏ lại phía sau là một con người, sớm muộn gì cậu ấy cũng tới giới hạn thôi. Và khi điều đó xảy ra cậu ấy sẽ làm gì? Nếu cậu ấy có thể trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ hơn thì thật tuyệt vời. Nói đến đây bé thiên sứ nghĩ đến đỏ mặt. Nếu là một thứ mà cậu ta chưa bao giờ làm trước kia thì chỉ có thể là quan hệ tình cảm với người khác giới. Không, mình đã trở thành một thiên thần rồi, sao mình có thể nghĩ đến một thứ thô tục như vậy chứ? Nhưng nhiệm vụ của mình là giúp cậu ấy, mình chỉ đang làm theo lệnh của Chúa thôi, chẳng liên quan gì tới ham muốn thực sự của mình. Vậy nên điều này là hoàn toàn hợp lý, nếu cậu ấy cần phải trải nghiệm đó, mình sẽ làm tất cả những gì có thể. Thấy bé thiên sứ đang có hành động lạ, nam chính liền nói, này cô đang làm cái gì vậy? Sực tỉnh lại bởi giọng nói của nam chính, bé thiên sứ liền xa tới gần nam chính và hỏi, chuyện gì thế hả? Vừa nói cô vừa suy nghĩ làm sao để đề cập đến chủ đề này đây. Thấy vậy nam chính bèn lên tiếng, này bé thiên sứ, cô đang nghĩ về điều gì vậy? Thấy nam chính nói vậy, bé thiên sứ sực tỉnh lại và nghĩ, không thể nào, cậu ấy đã nhận ra cảm xúc của mình rồi sao? Đột nhiên nam chính thấy thanh kiếm của cô động đậy một cách kỳ lạ, rồi bay thẳng lên trời cao một cách thật là nhanh.
Thấy vậy thiên sứ liền đuổi theo và nói, không, thanh kiếm này là thanh kiếm đầu tiên mà cậu ấy rèn được, ta không thể để mất nó bằng mọi giá. Thấy thiên sứ như thế, nam chính liền gọi cô quay lại một cách đầy bất lực. Đột nhiên không gian bỗng trở nên vặn vẹo, hình như có điều gì đó đang xảy ra. Bỗng nhiên, bộ trang phục của nam chính lại quay trở về hình dáng mà làm chính mặc lúc trái đất ngừng quay. Có điều gì đó đang thay đổi, mọi thứ đang quay trở lại ngay mà trái đất ngừng quay. Ở trên cao, bé thiên sứ đã lấy được thanh kiếm và nói, Chúa ơi làm ơn đừng lấy thanh kiếm này của con mà. Đột nhiên cô quay người lại phía sau, thì thấy trái đất đang quay trở lại. Ngay tạm dừng, trận đại hồng thủy lại quay trở lại rồi. Một trận pháp làm cho thời gian dừng lại. Ở phía dưới mặt đất thì nam chính dần dần được bay lên. Thân thể nam chính đang bay lên một cách nhanh chóng. Thấy thời gian đang quay trở lại, ngay mà trái đất dừng thời gian, bé thiên sứ liền nói, chuyện này không thể xảy ra được Chúa ơi, thế này thật quá đáng, mình còn không có cơ hội để nói lời tạm biệt với cậu ấy, nhưng thật là may mình vẫn còn thanh kiếm của cậu ấy. Tạm biệt Han, ta đã trở nên thích người sau 1000 năm, nhưng khi nào mới được gặp lại người đây, sau cùng chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau. Ở phía dưới mặt đất, nam chính đang nhìn lên, với một ánh mắt không thể diễn tả được, liệt đây là kết thúc rồi sao? Không một lời từ biệt và còn rất đột ngột nữa. Nếu mình cũng trở thành một sinh vật cấp cao, mình có thể gặp lại cô ấy không? Tạm biệt thiên sứ của tôi. Quay trở lại với thành phố của nam chính, nơi đây xuất hiện rất nhiều đốm sáng kỳ lạ. Và từ những đốm sáng đó từng người đã quay trở lại khắp mọi nơi trên trái đất. Mọi người đang dần dần quay trở lại với thời điểm mà ngày trái đất dừng lại. Trong lớp học cũng đã rất nhiều người quay trở lại. Khi ở ngoài sân trường cũng vậy, ngoài đường thì lại càng đông đúc và chật chội hơn. Đột nhiên trước mặt nam chính xuất hiện Han, con người thất nghiệp level 1, danh hiệu người cô đơn toàn cõi vũ trụ, sức mạnh 7 khéo léo 81, sinh lực 78, mà là 1, kỹ năng chủ động tàng hình, level max không thể liên kết, kỹ năng bị động không thể ước lượng, đã nhận phần thưởng thêm và bị tụt lại phía sau. Mỗi lần bạn lên cấp, bạn sẽ nhận được 5 điểm chỉ số, thì ra đây là cửa sổ trạng thái của mình, nó có nghĩa là ngày tận thế đã đến rồi. Ồ, chúng ta có thể mở được cửa sổ trạng thái này, từ đâu đó một người nào đó đã nói. Chúng ta thực sự trở lại 10 năm trước rồi. Thấy vậy nam chính liền suy nghĩ, chẳng lẽ nó cũng có nghĩa là con người chỉ còn lại khoảng 10 năm thôi sao? Có vẻ như mỗi mình là người bị tụt lại khoảng 1000 năm. Có rất nhiều người đang ồn ào, cái gì đây, đây là cái gì? Chỉ số của tôi được hồi phục rồi. Mọi người đều bị như thế này sao? Đúng vậy, các chỉ số của chúng ta đã trở về như trước rồi. Tiếc thật mình đã làm việc rất chăm chỉ để kiếm được điểm chỉ số đó. Nghe vậy nam chính cũng tỏ ra ngỡ ngàng, lạ thật, có quá nhiều người xung quanh mình, nhưng tại sao không ai nhận ra sự tồn tại của mình cả? Vậy là họ không thể nhìn thấy mình sao? Đột nhiên trước mặt nam chính xuất hiện một cửa sổ tàng hình. Có lẽ nào tại vì nó bị động kiểu quái gì thế này? Sao mình không tắt được kỹ năng tàng hình vậy? Mình tắt nó đi kiểu gì bây giờ? Thật là nhức đầu, mà đúng là định mệnh của mình. Chẳng lẽ mình phải cô độc suốt cả đời này sao? Mình sinh ra để bị tách ra khỏi thế giới sao? Kệ đi, về nhà cái đã. Cuối cùng cũng được trở lại. Hai thanh niên đi bên đường nói, nghe vậy nam chính đành cười lên ha ha, kể cả vậy lâu rồi, mới thấy mọi người trên phố tấp nập như thế này. Vừa bước vào cửa nhà, giọng nói quen thuộc bấy lâu nay đã cất lên, Han con về rồi đấy à, nam chính ngỡ ngàng, giọng nói này là của mẹ mình, đã rất lâu rồi mình chưa nghe thấy, mẹ tôi, gương mặt mà tôi đã không nghĩ tới từ lâu. Nhìn thấy mẹ, nam chính lao về phía mẹ và nói, mẹ quay lại rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm, đã lâu không gặp mẹ, thời gian đó thật lâu, đã 1000 năm rồi, mặt trời mình được nhìn sau 1000 năm. Thật là tuyệt vời, hương vị của món ăn lẩu trong bữa tối của mẹ thật là ngon, và tiếng xèo xèo tới từ chảo rán của mẹ. Bố tôi thì đang đọc báo trên bàn ăn một cách rất nghiêm túc. Mọi thứ đã quay trở lại theo như mọi thứ đã từng diễn ra. Trên bàn ăn, bố của nam chính nói, trời ạ, không có gì mới ở tờ báo ngày hôm nay, không có gì mới ở hên thia. Nghe vậy mẹ của nam chính nói, ông ở đâu trong hên thia? Bố nam chính liền nói, tôi ở một nơi được gọi là trà min, cùng với những người phụ nữ khác cùng khu phố. Nghe vậy nam chính liền suy nghĩ, không hẳn mọi thứ đã quay trở lại như cũ hay xia amin. Là sao nghe vậy? Bố của nam chính liền giải thích. Hay xia là nơi hoàn hảo vì ở đó có gạo, còn những nơi khác thì không còn. Mẹ của nam chính thì nói, tôi không thể học được cách điều khiển ma la, vì nó quá khó mình ạ. Đột nhiên mẹ của nam chính quay sang và hỏi, thế còn? Còn con ở đâu? Nam chính suy tư trong một hồi lâu và nghĩ rằng mình không thể tham gia vào cuộc trò chuyện này được. Một số hình ảnh trong đầu nam chính bỗng chốc hiện ra. Dạ, để cho bố mẹ không lo lắng, thì nam chính đã giấu việc mình bị bỏ lại trên trái đất một mình, và nam chính đã trả lời đó là một nơi vô danh thôi ạ. Bố và mẹ của nam chính tiếp tục nói chuyện. Bố nói, cái thứ ma la đó nó thật sự khó để học. Mẹ của nam chính tiếp lời, đúng vậy, nó có lý không mà họ mang những đứa trẻ mới sinh, người già và phụ nữ mang bầu để họ trong đó trong 10 năm cơ chứ? Họ nên chọn người trẻ và khỏe mạnh cho việc huấn luyện chứ.
Thấy vậy Nam Chính liền nói, bởi vì sự cân bằng của trái đất sẽ sớm mất. Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, họ không có sự lựa chọn nào ngoài cách làm việc đó, cho dù biết đó là một việc không hiệu quả. Thấy Nam Chính nói có vẻ như am hiểu mọi thứ, bố mẹ liền quay sang với một vẻ mặt khó hiểu, còn nói gì thế, hiệu của cân bằng là sao? Dạ dạ ý con là con nghĩ thế, mình cần cẩn thận cái mồm hơn. Nếu mình không muốn bị nghi ngờ, bố mẹ của Nam Chính không tiếp tục hỏi nữa và nói, nhưng con thấy thế nào, mẹ đã nghe nói con có thể nhận được rất nhiều tiền tài, nếu con giỏi trong việc sử dụng ma la để tiêu diệt quái vật. Nghe vậy ông bố cũng nói, với một người có thể sử dụng thành thục ma la, họ chắc chắn sẽ trở nên dễ kiếm tiền hơn. Nam Chính cảm thấy có cảm giác kỳ lạ khi nghe bố mẹ mình nói chuyện, như đang trong trò chơi vậy. Nghe vậy Nam Chính liền bỏ đũa xuống và nói, bố mẹ, con có điều này cần nói cho hai người biết. Con không thể sử dụng ma la. Nghe vậy, bố và mẹ của Nam Chính đều hiện lên vẻ mặt nghiêm khắc. Vậy sao mẹ biết rồi? Con nên tập trung vào học hành thôi. Nói đến đây, thì vẻ mặt của bố mẹ bỗng trở nên tươi cười hơn. Thấy vậy bố Nam Chính cảm giảm. Khi thật, biết ngay mà, ta đoán điều này là do gen di truyền rồi. Vì bố cũng không thể dùng được ma la, con cũng không thể dùng được. Nghe vậy Nam Chính liền nghĩ. Họ tiếp nhận chuyện này nhẹ nhàng quá. Vâng con đoán là nó cũng không quan trọng. Ở hiện tại cả gia đình chúng ta đang vui vì sự yên bình. Đã quay trở lại với thế giới này, trong một căn phòng, Nam Chính đã phát hiện ra điều gì đó. Cái gì? Nó sao lại ở đây? Mình tưởng nó biến mất, khi thế giới được khởi động lại rồi chứ. Led đã cố thử mọi cách có thể làm, để ngăn việc thanh kiếm của mình bị biến mất. Chắc, đó là lý do để thanh kiếm của mình xuất hiện tại đây. Dù sao thì thứ này rất tuyệt, mình có thể dùng nó trong cuộc chiến với quái vật. Thay vì đi kiếm vũ khí khác, thông tin hiện lên, ngọn giáo của Han, bậc độc nhất, sức mạnh tấn công 800, độ bền 500/500. Một phép màu được tạo ra bởi con người, sử dụng thép mà không dùng bất cứ sự trợ giúp nào từ ma la. Nó rất mạnh và chắc chắn, đến nỗi người ta tưởng nó được làm từ xương của quái vật. Sức mạnh tấn công 800, mình không biết đây là ít hay nhiều nữa. Được rồi bắt tay vào việc thu thập thông tin thôi ồ, có nhiều bài đăng phết. Sau khi đọc hết tất cả các cuốn sách của thế giới này, thật vui vì được nhìn thấy những bài viết mới. Nam Chính nói, những người quay trở lại trái đất, từ thế giới bên kia, bắt đầu đăng lên những thông tin mà họ biết lên mạng. Mình thoáng nhìn qua bảng thông tin về cấp độ và những quái vật dự đoán sẽ xuất hiện. Mình cần đánh bại tất cả chúng. Có vẻ như người bình thường có thể chiến đấu với quái vật cấp 5. Như loại quái vật này, người lên được cấp 7 mới đạt tiêu chuẩn tối thiểu của chiến binh. Bắt đầu từ sức mạnh cấp 10, họ sẽ nhận được chức nghiệp như kiếm sư, công thủ vân vân và mây mây. Và khi đạt cấp 50, họ được coi là mạnh mẽ và có thể nhận được kỹ năng mới, chuyên biệt cho chức nghiệp của riêng mình. Chuyển chức nghiệp thứ 3 vào khoảng cấp 100. Kể từ đó những người như vậy sẽ được cân nhắc là một nguồn sức mạnh cho cả một quốc gia. Dựa trên những điều kiện khó khăn như thế, mọi người gần như là dừng lại ở việc chuyển chức nghiệp lần 3, không có bất kỳ báo cáo về ai đó. Thấy có người đã chuyển được chức nghiệp lần 4 cả, có nhiều phỏng đoán cho rằng những con quái vật cấp cao như rồng hay bà Hammett có thể tương đương với người chuyển chức nghiệp lần 4 hoặc là 5. Mình đoán là mình đã tập trung đủ thông tin rồi. Mình sẽ hỏi thêm khi nào mình đến trường vào ngày mai. Trường học, lâu lắm rồi mình chưa được đi học. Thật vui nhớ lại cảm giác đó. Bằng một cách nào đó thì cuộc đời bình thường chưa ảnh hưởng gì tới thế giới này ư? Mình thật sự rất nhớ bé thiên sứ. Bỗng ở đâu đó có một giọng nói lạ lẫm xuất hiện. Lisi sẽ vui vì những gì cậu đã nói đấy. Nam Chính quay lại và hét to, ai đấy? Một giọng nói lạ bỗng xuất hiện trước mặt Nam Chính. Ta đã từng bị thiên giới trừng phạt, nhưng không sao cả. Hãy học cách sử dụng ma la. Ngươi là một kẻ xâm nhập. Ngươi vào nhà ta để làm gì? Tôi không phải là kẻ xâm nhập, tôi là một thiên thần. Và tôi tên là Itha. Một lần nữa một thiên thần tự nhiên xuất hiện. Ý là sự mình đã từng gặp trường hợp này rồi. Kiểm soát ma la cực kỳ khó. Đó là lý do tại sao Chúa đã tạo cho ta một hình hài đẹp như thế này. Và gửi ta tới thế giới khác trong 10 năm. Để tập luyện kiểm soát ma la. Là cô chứ có phải tôi đâu. Bởi vì thế nên ta mới phải ở đây đấy. Từng có một người đưa ra yêu cầu rất mạnh mẽ. Lấy lại sự công bằng cho Sâu Han. Người đó chính là Led. Người đó bảo rằng cứ để mặc người như vậy là không công bằng. Khi mà tất cả những gì người làm chỉ là tập luyện. Họ đã nhờ một thiên thần giúp đỡ. Vậy nên, người sẽ có thể học, điều khiển ma la trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là lời thỉnh cầu của bé thiên sứ Lít với Chúa. Cảm ơn Lít nhiều nhé. Thế sao Lít lại không đến đây? Thì cấp trên lo lắng. Nếu một thiên thần và một con người quá thân thiết, thì không hay, nên mới gửi ta đi thay. Ra là vậy Lít, mình muốn gặp cô ấy, nhưng có gì đó hơi khác so với những báo cáo. Với khả năng của người như thế này, thì cần gì thiên thần nữa? Người đã rất mạnh rồi, dùng đấm đấm thường thôi, cũng đủ điều kiện để hạ gục quái vật cấp thấp rồi. Sâu Han cần được chăm sóc, cậu ta đã đơn độc suốt cả 1.000 năm đó. Có mỗi mình cậu ta là không sử dụng được ma la. Thiên sứ Nito tự nhiên lại nghĩ đến lời thỉnh cầu thảo mai của Lee. Người không thấy tội cho cậu ta hả Lip? Con nhỏ này là, mình lầm tưởng rằng nhỏ là một thiên thần, ngây thơ và trong sáng. Không còn lựa chọn nào khác. Đã nhận nhiệm vụ rồi thì ta phải cố gắng thôi. Trông người có vẻ như đã rèn luyện thân thể khá nhiều nhỉ. Ta sẽ hỗ trợ để người có thể sử dụng ma la dễ dàng.
hỗ trợ ta sử dụng ma la á, cô hỗ trợ ta kiểu gì, thì cứ để ta vận hành ma la ở cạnh người thôi, bởi đẳng cấp của ta cao hơn người mà, ta chỉ cần ngồi đây thôi là, khả năng kiểm soát ma la và gia tăng tốc độ của người đã tăng lên gấp 10 lần rồi. Nếu trở lại những tháng này, ma la không tồn tại trước đây, thì dù cho có lết ở cạnh cả 1.000 năm, người cũng không làm gì nổi đâu, nhưng từ cơn đại hồng thủy, theo như ta tính toán chỉ cần 1 năm nữa là đủ. Vậy cô tính ngồi trên đầu ta suốt cả 1 năm cơ à? Ta đã thi triển một phép thuật, ngăn cho lũ hạ cấp không nhìn thấy được rồi, nên cứ yên tâm chỉ mình người thấy ta mà thôi. Không, đó không phải là vấn đề. Những lúc tôi tắm thì làm thế nào, cả lúc đi vệ sinh nữa, cuộc sống riêng tư của tôi phải làm sao đây? Không có gì phải lo lắng, vì ta là một thiên sứ, nên ta chẳng quan tâm mấy thứ đó đâu. Với lại đó chưa phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất đây là làm sao mình có thể xem được phim của các idol Nhật Bản khi có cô ấy ở đây. Ta không để tâm tới lũ sinh vật hạ cấp đâu, thế nên người khỏi lo nhé. Hả, cô ta đọc được suy nghĩ của mình à? Ta thực sự chẳng quan tâm dù cho người có nhảy nhót, múa mày hay làm cái quái gì vớ vẩn đâu. Nhưng tôi thì có đấy. Chờ đã, câu cuối cùng đó là sao? Cô biết hết mấy thứ đó là gì còn gì? Một sinh vật thượng cấp thì dĩ nhiên là biết bọn người hạ cấp có thú tiêu khiển gì rồi. Bớt xạo, cô đang cười kìa, người tưởng tượng thôi, ha 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 ha, lết bao giờ chúng ta mới được gặp lại đây, tôi rất nhớ cô, người phải ở với ta 1 năm lận cơ, nên đừng có quan tâm đến lết nữa, từ bỏ ước mơ vỡ vần đó của người đi. Cứ như vậy, 1 năm chung sống với tinh linh phá gia của tôi bắt đầu, lần đầu quay lại trường học sau 1.000 năm, những ngày tháng bình yên của mình cuối cùng cũng đến. Này bé thiên sứ, cô hết chỗ ngồi rồi à, mà tại sao cứ thích ngồi trên đầu tôi thế, mấy con người khác không thấy được ta đâu. Không cần để ý đến ta, phải để ý cô đừng có đung đưa chân trước sau nữa đi. Thật là khó chịu quá mà, thiên thần mà cũng tặc lưỡi à. Người nghe nhầm rồi, đột nhiên có quân đội ở đâu đó xuất hiện. Cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi đoán là sẽ chẳng bao giờ. Chính phủ đã điều động quân đội để phòng bất kỳ một con quái vật nào có thể xuất hiện. Trong tương lai, cũng chẳng biết cách này có hiệu quả được tới mức nào. Lết đã nói với những con quái vật cấp cao hơn, thì không còn cách nào khác để hạ gục chúng. Ngoài dùng ba la ở trong lớp học, thì số mạng của chúng ta vẫn bị kỹ năng ẩn thân, bị động làm cho vô hình, cái kỹ năng tàng hình chết tiệt, dù mình có làm gì cũng không tắt đi được. Kỹ năng đó không phải xấu đâu, vãi tàng hình mà lại tốt à, chứ không phải kỹ năng này dành cho bọn thất bại sao? Ta bảo nó tốt bao giờ, ta chỉ bảo nó không xấu thôi. Cậu đã tạo ra kỹ năng nào chưa? Một thanh niên nào đó đang hỏi nhau. Mình mới tạo được 1 kỹ năng thôi, tôi thì tạo được 2 kỹ năng rồi đó. Này bé thiên sứ, bọn họ đang nói gì vậy? Nói cho dễ hiểu, thì bọn họ đang kết hợp các mảnh ghép của ma la lại và các kinh nghiệm thảm bại trong thực chiến để tạo ra 1 kỹ năng tấn công gì đó. Mảnh ghép thảm bại đó là sao? Với ta một thực thể cao cấp hơn, thì kể cả có tập hợp tất cả các kỹ năng của lũ người kia cũng vẫn kém hơn một cái kỹ năng tàng hình kia của người. Ý ta khi bảo kỹ năng đó không xấu là vậy, nhưng đó đâu phải là kỹ năng tôi muốn. Vậy đó là 1 kỹ năng siêu cấp thảm bại sao? Dù sao thì nhờ kỹ năng này mà nghe lén bọn họ nói chuyện dễ dàng thật. Dù mình có nhìn quanh cũng chẳng ai thèm để ý, mặc dù mình không hề muốn dùng nó theo cách này. Kết quả là, một cơ hội hoàn hảo để thu thập thông tin của mình. Đã đến lúc này, thì mọi người đang nói về một nhân vật có tên là Nữ Hoàng. Rõ ràng rằng vị Nữ Hoàng đổi danh ở khắp thành phố này, xuất thân từ trường đại học của chúng ta, chẳng ai biết đâu. Có khi chúng ta lại phát hiện được, khi quái vật xuất hiện, cũng nên thật à. Lúc này thì nam chính của chúng ta cũng rất tò mò về người có tên là Nữ Hoàng này. Tôi đoán từng có một nữ sinh trong trường chúng ta đã thể hiện tài năng vượt trội của mình ở thế giới khác và được mọi người rất chú ý. Trông có vẻ là một cô gái rất là xinh đẹp đây. Và biệt danh của cô ấy là Nữ Hoàng. Chẳng biết khi nào hầm ngục sẽ xuất hiện nhỉ. Kể cả nó có xuất hiện bây giờ thì giới hạn cấp bậc cũng không cho chúng ta vào đâu. Rất nhiều người đang nói chuyện với nhau về việc hầm ngục. Ồ, vậy ra là đi kèm với hầm ngục còn có thứ gọi là giới hạn cấp bậc. Này, bé thiên sứ, hầm ngục là cái gì vậy? Đó là một cái bẫy do Chúa tạo ra để nhốt những con quái vật ở trong đó. Ban đầu Chúa đã để mồi ngon trong hầm ngục nhằm dụ dỗ lũ quái vật tới. Sau khi hàng loạt quái vật bị dụ vào trong rồi, thì Chúa bèn khóa hầm ngục lại, khiến cho chúng bị kẹt lại bên trong đó. Nhưng khác với quái vật, con người có thể tùy ý ra vào hầm ngục. Nhờ đáp ứng được giới hạn cấp bậc, Chúa đã tạo ra nơi mà con người có thể an toàn săn quái, nơi đó được gọi là hầm ngục. Thì ra là vậy à. Vậy sao chúng ta không nhốt lũ quái vật lại mãi mãi, đằng nào bọn chúng cũng chẳng đi đâu được. Cứ qua một thời kỳ nhất định giống như tuần hoàn vậy, hầm ngục sẽ lại giải phóng ra một lượng quái vật. Vì thế nên con người mới phải tiêu diệt quái vật trong hầm ngục định kỳ. Ngay từ ban đầu cũng vẫn có những con quái vật thông minh nên không bị dính bẫy, và những con ăn đủ mạnh để phá vỡ cái bẫy này, chúng tập hợp lại và tự tạo ra hầm ngục mới, một lãnh thổ của riêng chúng. Người ta khuyên rằng người không bao giờ được buông lỏng cảnh giác trong thế giới này, nghe khó khăn quá nhỉ. Từ ngoài cửa, một thầy giáo bước vào lớp. Các em ngồi xuống đi, giờ tôi sẽ điểm danh. Sau khi điểm danh thì thầy giáo bắt đầu giảng bài, và nam chính của chúng ta đã cảm thấy giáo sư đã giảng cho chúng ta một bài giảng vừa dài vừa là trọng tâm.
trả được cái tích sự gì cả. Liên Hợp Quốc đã ban hành luật cấm tự ý sử dụng mala và đẩy mạnh mức độ lên mức nghiêm trọng nhất. Việt Nam và các cường quốc khác đều đang tập trung vào lũ quái vật. Môi trường cũng sẽ thay đổi vì có mala. Dựa trên các chính sách của Hàn Quốc, vô số các xí nghiệp sẽ phá sản và số khác sẽ lên như diều gặp gió. Nói như này thì ai chả nói được. Mình tới đây là để học cơ mà. Liệu mình có thực sự cần tới trường và chi trả khoản học phí đắt đỏ như vậy không nhỉ? Bằng cử nhân đem ra xã hội, tương lai sẽ có tác dụng gì chứ? Giữa khả năng sử dụng mala và một tờ giấy chứng nhận bạn đã tốt nghiệp đại học, chắc chắn người ta sẽ chọn về trước. Trừ khi giảng viên đại học dạy bộ môn điều khiển mala, cách hiệu quả nhất để luyện kiểm soát mala là đi săn quái. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm. Giờ chúng ta vẫn đang ở thời kỳ đầu của cơn đại thảm họa, vậy nên quái vật vẫn còn yếu. Giờ nhân lúc chúng còn đang yếu thì người cần phải đi săn nhiều lên, vậy mới tăng điểm kinh nghiệm và trình độ được. Nhưng tôi mới level 1 thôi và còn chẳng sử dụng được mala như người khác nữa. Nhưng người có thể chất rất tốt, dùng sức mạnh cơ bắp không thôi cũng đủ để hạ quái vật. Level 25 trở xuống rồi, sao cơ thể chất của tôi mạnh đến như vậy à? Đúng lúc thật, giờ ta thử nghiệm ngay được đấy. Lúc này ở phía ngoài trường học bỗng xuất hiện rất nhiều quái vật, đó hình như là những con ruồi. Lúc này thì mọi người với một vẻ mặt rất là hoảng hốt và lo sợ. Đó là một con quái vật, trông nó rất là to. Phần hướng dẫn đã kết thúc. Kể từ giờ nhân loại sẽ phải học cách tự sinh tồn. Chúng ta nên làm gì đây? Chạy đi đâu mới được? Chính phủ và quân đội đang làm gì vậy chứ? Ai muốn lập đội cùng tôi và đi săn quái vật không? Nhìn kìa, có ai đó đã sẵn sàng chiến đấu rồi á? Anh ta đã hiệu rồi thiên ạ. Mọi người ơi, chúng ta mau chạy đi thôi. Khi thấy mọi người chạy như vậy, nam chính của chúng ta lại nghĩ thầm, mình lại bị bỏ rơi rồi sao? Quả nhiên là người duy nhất bị nhân loại bỏ lại chính là mình mà. Cứ làm như tôi thích bị bỏ lại lắm ấy. Nhân tiện ở đây có gì không? Người định đấu với nó sao? Bé thiên sứ hỏi. Trông nó có vẻ yếu, một cân một không có vấn đề gì. Bất ngờ chưa? Quái vật hơi khác động vật một chút. Bên ngoài bọn chúng chắc khỏe lạ thường và có sức vật lý cũng khác biệt nữa. Tuy nhiên nó trông không quá level 20 đâu, nên sẽ không phải đối thủ khó ăn. Tôi hiểu rồi, cái này tôi có thể dễ dàng điều khiển. Cậu ta có một cơ thể rất khỏe và còn cơ bắp tuyệt hảo cho việc giữ thăng bằng nữa. Vì vậy quái vật dưới cấp 25 sẽ không thành vấn đề với cậu ta đâu. Sau khi nam chính sâu hàn của chúng ta lọ mọ một lúc, thì anh ấy cũng tạo ra được một chiếc gậy thô sơ để đối đầu với lũ quái vật. Được lắm, giờ thì dùng tốt rồi. Cậu tạo ra một vũ khí nhanh thật đấy, tay nghề thủ công khá lắm. Thật hả? Trước đây tôi hay chán lắm nên đã tự học cách chế tạo vài thứ. Chúa cần phải biết sâu hàn đáng yêu nhỏ bé đến mức nào. Cậu ra chẳng biết làm cái gì cả. Chẳng phải nếu cậu ta bị bỏ lại lần nữa thì đáng thương làm sao? Lúc này thì bé thiên sứ bỗng nhớ đến lời van xin của clip trước. Chúa, tên này khác hoàn toàn so với lời miêu tả của Led. Ai nhỏ bé và đáng thương ở đây cơ chứ? Thể chất là thành tựu cao nhất của việc tập luyện. Gian khổ, nếu tôi mang theo cây thường ở nhà thì tốt rồi. Để muốn nhân loại hạng thấp đạt tới trình độ này, thật là khó tin mà. Nhưng mà, nếu dùng kỹ năng tàng hình thì không thành vấn đề. Mọi người sẽ chú ý nếu tôi làm náo loạn tại trung tâm thương mại. Đúng không? Nhưng tôi lại muốn che giấu bản thân cơ. Cô có cách nào không? Vậy cậu hãy đeo mặt nạ đi. Sau đó sâu hàn của chúng ta đã xuất hiện trước mặt một con quái vật. Bọ ngựa rất là to. Anh ấy chỉ dùng một chiêu đã đạp cho con bọ ngựa đó ngã sấp mặt xuống đất và tiêu đời luôn. Hệ thống cũng vang lên thông báo. Bạn đã nhận được 800 điểm kinh nghiệm. Bạn đã đạt tới level 3. Chỉ số sức bền và mala đã tăng thêm 2. Chỉ số sức khỏe và nhanh nhẹn cũng đã tăng lên. Thể thuật đã tới level cao nhất. Bạn có thể tiến hóa kỹ năng nếu sở hữu đủ nguyên liệu. Bạn đã nhận được lõi của bọ ngựa lớn level 13. Ông vậy ra là mình đã liên kết rồi sao? Level cấp độ là một hệ thống đời đầy ghi chép lại và kết nối mọi sinh vật trong thế giới có thể hấp thụ sức mạnh mới khi lên cấp thông qua việc đoạt đi sinh mạng của đối thủ và hấp thụ mọi điểm kinh nghiệm đạt được. Khi ấy chúng ta sẽ lên được level mà la dù cho chỉ một chút nhưng đang tăng lên. Sao người lại thành thế này chứ? Cuối cùng, người cũng đã nhận ra niềm vui từ bạo lực rồi sao? Đúng rồi đấy, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn rồi. Lúc này thì bỗng chốc, có rất nhiều quái vật mũi xuất hiện sau lưng sâu hàn. Tôi chưa học cách đối đầu với một nhóm quái vật bao giờ. Vừa nói dứt lời, thì Âu Hàn cũng đã lao về phía nhóm quái vật và sử dụng cơ thể chắc khỏe của mình để chiến đấu với đám quái vật đó. Chỉ sau một lúc thì tất cả đám quái vật đã bị tiêu diệt. Hệ thống lại vang lên một lần nữa. Bạn đã nhận được 700 điểm kinh, nghiện thương thuật đã đạt tới level cao nhất. Bạn có thể tiến hóa kỹ năng nếu có đủ nguyên liệu. Bạn đã nhận được lỗi của người lớn level 11. Bạn đã nhận được 850 điểm kinh nghiệm. Bạn đã đạt level 4. Sức khỏe nhanh nhẹn sức bền và mala tăng thêm 1. Bạn đã nhận được lõi của châu chấu lớn level 14. Bé thiên sứ vội hét lên. Cậu đừng thả lỏng vội ở phía trên đầu cậu kìa. Ở phía bên trên có rất nhiều quái vật đang tiếp cận về phía nam chính. Một lần nữa, anh ấy chỉ cần bật nhảy lên và cho mỗi con một đòn thì chúng đã bị tiêu diệt. Hệ thống vang lên. Bạn đã nhận được 400 điểm kinh nghiệm. Bạn đã nhận được lưu trữ của mũi khổng lồ level 7. Lúc này nhân cơ hội đó, một con mũi đang ẩn thân ở phía sau bỗng chốc dùng chiếc vòi nhọn hoắt của mình
đâm cho nam chính một cái vào bụng, khiến anh ấy ngã nhào ra mặt đất và tạo nên một cái lỗ to. Nhưng cơ thể của anh ấy thật là chắc khỏe, đã làm cho con muỗi đó bị gãy luôn. Chiếc mỏ nhọn của mình mà không chọc được vào người nam chính, cơ thể của cậu ấy đã được rèn giũa tới mức cực hạn. Da của Ohan rất cứng nên vòi của muỗi không thể xuyên qua được. Ohan tiện tay cho con muỗi đó ngay một trường và lầm bẩn: mày làm tao giật cả mình. Cơ thể của Ohan đã vượt qua giới hạn của con người, một cơ thể thật sự là cường tráng với 8 muỗi và cứng hơn cả kim cương. Sau khi chiến đấu một hồi lâu thì nam chính của chúng ta đã nhận được rất nhiều kinh nghiệm từ lũ quái vật và kỹ năng chiến đấu của anh ấy ngày một càng thành thục hơn. Bọn quái vật hiện trợ đang kéo đến. Khi bé thiên sứ vừa nói xong thì xung quanh nam chính bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều các loại quái vật, chúng đang tập hợp lại với nhau để bao vây anh ấy. Nhìn lũ quái vật này thì sâu hăn cảm thấy thật sự là ghê tởm. Một đám côn trùng, nếu như trước kia chúng chưa tiến hóa thì chúng ta có thể sử dụng thuốc diệt côn trùng để tiêu diệt, nhưng giờ đây chúng đã trở thành những con quái vật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lũ quái vật này cũng chẳng thể nào mà làm khó được sâu hăn của chúng ta. Anh ấy chỉ sử dụng vài chiêu nhỏ và quay vòng trên không thì lũ quái vật đã bị tiêu diệt. Và bên cạnh lũ quái vật tiêu diệt được thì tất nhiên rồi, điểm kinh nghiệm cũng không thể nào thiếu. Lúc này thì sau khi đạt được vô số điểm kinh nghiệm thì nam chính sâu hăn của chúng ta cũng đạt tới level 6. Sức khỏe, sức bền và sức mạnh nhanh nhẹn tấn công cũng tăng lên một cách điên cuồng. Lúc này không khí bỗng trở nên khác lạ, xung quanh có rất nhiều tia sét xuất hiện, đất đá thì bay lên không một cách lạ thường. Hóa ra ở phía xa, một cô gái đang sử dụng ma pháp của mình để tấn công lũ quái vật. Trên mặt cô ấy cũng đeo một chiếc mặt nạ, trông có vẻ rất là dễ thương. Cô ấy liên tục sử dụng pháp thuật của mình, được triệu hồi ra từ cánh tay để tấn công lũ quái vật. Với sự xuất hiện của cô ấy thì mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên, đến nam chính và cô thiên sứ cũng rất ngạc nhiên. Cô ấy là pháp sư sao? Cô ấy là ai thế? Đừng lơ đãng mà hãy tập trung vào việc giết quái vật đi. Anh được rồi, tôi nghe cô. Sau đó và sau đó nữa thì nam chính Ohan và cô gái vừa xuất hiện cùng nhau hợp tác để tiêu diệt đám quái vật một cách dễ dàng. Lượng ma la cô ta sử dụng quá khủng, sao có thể liên tiếp sử dụng tấn công dạng lưới điện như vậy chứ? Cô ấy cũng tăng cấp như tôi hả? Mỗi lần thăng cấp thể lực của tôi lại được khôi phục. Cả ma la cũng thế, nhân tiện thì con quái vật này là con quái vật cuối cùng của chúng ta rồi. Vừa nói dứt câu thì nam chính đã sử dụng một skin vô cùng đẹp mắt và mạnh mẽ để tấn công về con quái vật, làm cho nó biến mất ngay tức khắc. Lúc này thì nam chính sâu hàn của chúng ta đã đạt level 7 và điểm sức mạnh ma la thể lực đã tăng thêm vài điểm. Khán giả phía ngoài và trong lớp học vô cùng ngưỡng mộ, thi nhau khen ngợi sâu hàn và cô gái sử dụng pháp thuật kia. Lúc này thì từ phía xa quân đội cũng ồ ạt chạy đến. Chúng tôi xin lỗi, phương tiện giao thông không thể đi nhanh đến được. Mọi người có làm sao không? Một trung sĩ nói. Cái gì, lũ quái vật đã bị tiêu diệt hết rồi sao? Không phải một hai con quái vật mà cả 101.000 con quái vật cơ. Quái vật bị tiêu diệt quá nhiều. Cái gì vừa diễn ra ở đây vậy? Chẳng phải cái này giống Ngọc Tứ Hồn lắm sao? Lúc này thì nam chính sâu hăn của chúng ta đang sử dụng kỹ năng mổ xẻ để lấy cái gì đó từ trong con quái vật. Người biết mổ xẻ đấy chứ nhỉ? Nếu chia nhỏ thi thể quái vật, người có thể nhận được một viên đá ma la. Ồ thật sao? Loại bỏ nơi cứng nhất của bộ xương. Ngoài ra, chú ý nơi ma la ngưng tụ nhiều nhất. Ta sẽ cho người biết phần đó ở đâu. Sau khi thực hiện vô số thao tác dưới sự chỉ dẫn của bé thiên sứ thì kỹ năng mổ xẻ đã đạt tới level cao nhất. Điều này làm cho Han rất là vui. Mọi người xung quanh, đám quân đội và kể cả cô gái pháp sư vừa xuất hiện vô cùng ngạc nhiên khi thấy vậy. Cậu ta ở level mấy vậy? Thật tuyệt vời, sao cậu ta có thể mạnh đến vậy? Đây là đá ma la hả? Đúng rồi, cất cho kỹ vào. Đây là nguyên liệu cốt lõi của mọi vật phẩm đó. Khi đang mải nói chuyện với bé thiên sứ thì nam chính bỗng cảm thấy choi mắt. Anh ấy quay lại và thấy rất nhiều người đang chụp ảnh lăng xê anh. Từ lúc nào mà nhiều người đến đây quá vậy? Danh tính của cậu sẽ không bị tiết lộ đâu, nên đừng lo, vì cậu đã đeo mặt nạ rồi mà. Xấu hổ quá đi, lần đầu có nhiều người chụp ảnh mình thế này. Lúc này thì cô gái ma pháp bỗng xuất hiện và nói với Sâu Hàn, cậu có thể giúp tôi mổ xẻ quái vật được không? Lần đầu tiên tôi gặp được nữ hoàng, cảm giác thật là lạ. Nghe vậy nam chính cũng trưng ra bộ mặt ngơ ngác, anh ta liền nói cô định trả cho tôi bao nhiêu. Nghe vậy, cô gái được đặc biệt danh là nữ hoàng nói, 40%. Nghe thấy vậy, nam chính liền đồng ý với một vẻ mặt rất là phấn khởi và anh ấy đã bắt tay ngay vào việc mổ xẻ những quái vật. Mọi người xung quanh ai ấy đều ồn ào nói, người đó là nữ hoàng ư? Cô ấy thật là tuyệt. Làm thế nào mà cô ấy có thể dùng ma la thật dễ dàng? Chỉ sau một ngày, cô ấy thật là một người phi thường. Nếu lại quá gần ta sẽ bị sét đánh đó. Nghe thấy vậy mọi người đều không ai dám lại gần. Nhưng một số thanh niên thì có vẻ rất hứng thú. Sét và nữ hoàng ư? Đó là điều mà tôi muốn. Trong lúc mổ xẻ quái vật, nam chính cũng suy nghĩ, vậy ra
cô gái đó chính là nữ hoàng trong lời đồn rồi. Cô ấy thật sự rất là mạnh. Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán. Nhân tiện chàng trai đó là ai? Cậu ta bắn ra chùm tia từ tay mình. Đúng rồi, cậu ta đã giết quái vật bằng gươm ánh sáng đó. Gươm ánh sáng ư? Tôi ước gì tôi có một thứ như thế. Ha ha, cậu ta đã làm điều đó bằng một cây rìu mà. Đó là một cây lao chứ. Nó còn đang trong tay tôi mà, nhìn xem. Không phải kỹ năng ẩn náu của người rất tuyệt à? Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong chiếc mặt nạ này, và không một ai sẽ có thể nhận ra mặt cậu. Nghe cô thiên sư Etha nói vậy, nam chính tự nhiên lại thấy buồn buồn. Hình như mình chẳng còn có chút sự hiện diện nào. Anh ấy vẫn tiếp tục hăng say mổ xẻ quái vật. Sau khi mổ xẻ tất cả lũ quái vật, thì anh ấy đã tìm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đó là những viên ma hạch của ma thú, và đưa cho nữ hoàng. Nữ hoàng cầm lấy chiến lợi phẩm, và không quên cảm ơn nam chính của chúng ta. Sau khi xong, nam chính định rời đi, thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện một đám lính. Có một người lính nói, xin lỗi cậu trai này, chúng tôi có điều cần hỏi cậu, mong cậu sẽ hợp tác. Khi vừa nói đến đây, anh lính nọ đã bị sét giật cho tung người và hét lên đầy đau đớn. Thì ra ở phía sau, nữ hoàng đã sử dụng pháp thuật của mình để giúp Han tránh khỏi sự tra khảo của phía quân đội. Thấy nữ hoàng giúp đỡ Han như vậy, mọi người ở phía ngoài lại nhao nhao lên. Cô ấy nói là sẽ giết sạch chúng ta nếu chúng ta lại gần. Nữ hoàng thật là ngầu quá, tôi cũng muốn được sếp của nữ hoàng đánh. Và sau đó nam chính của chúng ta đã thu lại tất cả chiến lợi phẩm và một bọc thật là to, và anh ta định rời đi. Trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn, đột nhiên mọi người lại nhao nhao lên, chàng trai với chiếc mặt nạ đi đâu rồi? Hình như mọi người xung quanh đều không nhìn thấy nam chính của chúng ta. Nam chính cũng rất là ngỡ ngàng, anh ta liền theo lên, tôi đang ở đây mà. Mọi người vẫn không nhìn thấy và thi nhau bàn tán về cậu ấy. Có người nói cậu ta hẳn đã chạy trốn nhanh hơn mắt ta có thể nhìn được. Và thật sao, chúng ta có rất nhiều nhân tài. Cậu ta nhanh như thể flash. Thấy nam chính của chúng ta đang buồn vì bị kỹ năng ẩn thân, thì bé thiên sứ đã lên tiếng, không phải ta đã nói rồi sao, người không cần phải lo lắng, mọi người đều sẽ không nhận ra người đâu. Lạ thật, khi nghe thấy gì nói vậy, nam chính lại cảm thấy buồn buồn. Trời cuối cùng cũng đã tối, màn đêm buông xuống, trên trời rất nhiều sao lấp lánh như những hạt pha lê. Ở một khu vui chơi của trẻ em, Han đang ngồi trông có vẻ rất là buồn. Thấy vậy bé thiên sứ tới hỏi, cậu đang định làm gì thế? Nghe vậy nam chính lên tiếng, tôi đang cố để phác thảo ra bộ giáp phòng thủ một cách tối ưu nhất. Để làm cả một bộ giáp hoàn chỉnh thì thật là rất khó, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất cũng có thể làm ra được đồ bảo vệ cổ tay và đầu gối. Nghe vậy bé thiên sứ thở dài nói, này Han, việc xử lý các phụ phẩm của quái vật là vô cùng khó khăn, tốt hơn hết là người, nên tìm một bậc thầy và nhờ họ làm thì sẽ dễ hơn. Đột nhiên nam chính cười to, ha ha, Ita, cô đang nói gì vậy? Bậc thầy thực sự trên của đất này đang ở ngay đây chứ sao? Nghe Han nói vậy, Arthur đột nhiên hiểu ra và nhớ đến lết khi cầu xin với các vị thần dù lòng thương và nói, Han không biết làm gì hết. Thấy vậy Han cũng lên tiếng, này cô cũng nhớ đến lết à? Đúng, bây giờ tôi rất nhớ cô ấy, đồ lừa đảo bẩn thỉu. Ý cô là sao? Khi nói rằng hắn ta không biết làm cái gì hả? Cô thật là biết lừa người mà lết. Bằng cách nào đó, mình cảm thấy cậu ta như đang gian lận vậy. Em Han, người có biết gì về chế tạo ma la không? Tôi không biết tí gì cả. Tôi không biết đó là gì nhưng nghe ngầu đấy. Hiểu rồi, vì người không thể lĩnh hội ma la, dĩ nhiên người không biết đó là gì. Một kỹ năng mới hả? Tôi muốn dạy tôi với. Tôi thích học kỹ năng mới. Đợi đã, người lại gần quá rồi. Ta sẽ dạy, vậy nên người buông ra. Ha ha, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Mình thật sự không hiểu cậu ta. Trong mọi trường hợp, chế tạo ma la cần sử dụng những tinh thể ma la, tương tự như đá ma thuật, để tạo nên các vật phẩm có thể cung cấp năng lượng đặc biệt cho những thứ như áo giáp và vũ khí. Đó là một khái niệm được phát triển từ nghề rèn. Nam chính với một vẻ mặt đầy vui mừng nói, Etha dạy tôi đi, ta đã nói là sẽ dạy cho người rồi. Thật tình, ta cần nói chuyện với Lết khi trở lại thiên đường mới được. Với Lết ư? Cô định nói gì với cô ấy thế? Ta định nói là cô ấy hãy trông chừng tên đàn ông của cô đi, anh ta đúng là một tên nguy hiểm. Để bắt đầu chế tạo ma la, đầu tiên người cần chuẩn bị nguyên liệu và đá ma thuật để tạo ra các trang bị. Chúng là tinh thể ma la, có tính chất tương tự như những viên đá. Tinh thể ma la có tính chất tương tự như đá ma thuật sao? Ví dụ như cái trái tim của rồng chẳng hạn. Trái tim của rồng sao? Người sẽ cần đặt viên đá ma thuật bên cạnh và đồng bộ hóa nó trong chế tạo trang bị. Sau khi có thành phẩm, nghiền mịn viên đá ma thuật và trà sát nó lên bề mặt trang bị. Đó là dạng cơ bản, cứ gọi nó là bức kết. Sau khi trang bị được gia cố thêm đá ma thuật, thì chỉ số tấn công và chỉ số phòng thủ sẽ được tăng lên người, thậm chí không cần phải làm nhiều. Vậy mà nó đã thành công rồi. Dạng cơ bản sẽ chỉ đơn giản là nâng cao hiệu suất của trang bị và cộng thêm chỉ số. Trên dạng cơ bản, có dạng chế tạo ma la, nó có thể cấp thêm các khả năng đặc biệt. Đó được gọi là dụng thức. Tuy nhiên dụng thức có hơi khó để làm ra, ngươi sẽ khó có thể làm được vì ngươi chưa điều khiển được ma la. Dù như vậy cứ nói cho tôi biết đi, sẽ không biết cho tới khi tôi thử, đúng không? Tên này đúng thật là một tên cố chấp mà. Để cấp cho những trang bị khả năng đặc biệt thì người cần phải biết điều khiển ma la. Nếu người gia trì được những viên đá ma thuật một cách hoàn hảo vào
Trang bị, những viên ma thuật đó có những thuộc tính khác nhau, kèm theo đó là người có thể tạo ra trang bị mơ ước. Nó có thể tạo ra hỏa hoặc băng, hoặc có thể có phần trăm ngăn được sát thương. Nó thậm chí có thể có tác dụng hồi phục sinh lực cho người sử dụng. Nữa, ý chí của người sử dụng rất quan trọng, trong khi xác định hiệu ứng nào sẽ được cung cấp, chất lượng và thuộc tính của những viên đá ma thuật cũng sẽ quyết định thành phẩm được tạo ra. Lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng để đạt được kỹ năng như vậy thì thật khó, tôi không chắc có thể làm được. Cậu ta của thật là rất khéo tay, tiền tôi đã làm được, người đã thực hiện nó thành công, khi thậm chí không có kỹ năng nào cả. Tiếng nói của hệ thống vang lên, bạn đã lĩnh hội được chế tạo tinh thể mang ra, bây giờ tôi đã làm được, tất cả đều là kỹ năng. Người trông có vẻ ngầu hơn rồi đó, nhưng cậu ta không sai, Han hiểu khái niệm này ngay lập tức, và cậu ta có tài học hỏi khá là nhanh. Nếu cậu ta có thể thích nghi với mọi thứ như thế này, thì sau này, Han rất có thể có một sức mạnh thực sự đáng kinh ngạc. Người đã tạo ra được bộ giáp phòng thủ, người định sẽ làm gì với nó? Cứ chờ xem đi, tôi vẫn chưa xong đâu. Tôi vẫn còn một viên đá ma thuật, sử dụng ma la trong viên đá. Han, không đời nào, người đang cố gia cố thêm hiệu ứng cho bộ giáp. Ngay bây giờ, người còn không thể dùng ma la, quá liều lĩnh. Sau đó hắn liền tạo ra được một thanh binh khí, giống như một lưỡi hái của con bọ ngựa. Vậy sẽ thật lãng phí nếu cậu ta thất bại ngay lúc này. Cậu ta đã có thể tiến xa hơn tới vậy rồi sao? Sao cũng được, mình sẽ chỉ trao cho nó một lượng ma la nhỏ nhất. Trang bị tạo thành đã đạt cấp 2, có kèm theo hiệu ứng đá ma thuật. Hoàn thành ý như tôi dự định, cậu ta đã có thể cải tạo kỹ năng. Đao phóng của bọ ngựa khổng lồ lên đôi bao tay rồi, giờ mọi việc sẽ rất là bận rộn đây. Đúng vậy, ta có thể giúp về khoản ma la một chút. Nhưng người thành công tạo ra một vật phẩm có hiệu ứng ở lần thử đầu tiên thì khá là ấn tượng đấy. Hiện tại người sẽ bận rộn để chế tạo thêm các vật phẩm cần thiết khác. Không phải chuyện đó, tôi cần phải bỏ chạy ngay vì làm hỏng xích đu rồi. Ta sẽ dùng ma thuật hồi phục, nên người đừng có bỏ về ngay chứ. Tin tức tiếp theo, chính phủ đang truy tìm hai người biến mất sau khi giết quái vật. Trong quá trình tìm kiếm, hai công dân đã đánh bại quái vật. Hai người được cho là có liên hệ với Đại học Seoul, nhanh chóng giết chết quái vật và biến mất, không dấu vết. Con đi học đây thưa bố mẹ, con đi học hả, cứ ở nhà đi. Chính phủ đã gọi những cá nhân với khả năng dị thường là dị năng giả, gọi là những người áp chế, bởi khả năng sử dụng ma la của họ được cho là rất cao. Kỹ năng của mẹ, năng lực lo lắng cho con cái tăng thêm 10 năm, theo dõi chặt chẽ mọi hành động của con trai trong nhà, có nhiều quái vật ở ngoài lắm nên rất nguy hiểm. Sự giám sát của mẹ thật là chặt, mình chẳng làm gì trong phòng được. Đừng lo mà mẹ, nếu thấy quái vật thì con sẽ bỏ chạy. Chính phủ dự định tạo ra một đơn vị dị năng giả cao cấp với những người áp chế là nòng cốt. Được rồi, cẩn thận nhé, được không con? Mình lo cho nó quá, con đã nói là sẽ cẩn thận mà. Đừng đi đâu mà cứ ở nhà nhé mẹ. Con chào mẹ, con đi đến trường đây. Bên ngoài trường học xem tí là không ra được rồi. Phù phù không thể tin được. Khả năng của mẹ là lo lắng cho con trai. Kỹ năng đó thì dùng ở đâu chứ? Bà ấy chắc là dùng để theo dõi con trai đó. Loại kỹ năng đó hữu dụng gì chứ? Người ta nói rằng cho một đàn cánh cụt mẹ có thể nhận ra chính xác tiếng khóc của con. Mình nó tương tự như vậy, là một kỹ năng hữu ích cho việc sinh tồn. Sao người làm ra vẻ mặt đó? Chỉ là, nếu mà cả mẹ cũng không tìm ra tôi thì thật là sốc. Một tên bị bỏ lại đến nỗi chúa cũng không tìm ra như tôi. Đừng nói thế, mà nghĩ đến thì chính phủ đang cố tạo ra một đơn vị dị năng giả. Tôi không có hứng thú, tôi không trung thành để mà làm việc với chính phủ đâu. Tôi và gia đình quan trọng hơn, thì không bị ràng buộc thì thoải mái đi đây đi đó hơn. Tuy nhiên thì tôi muốn gặp nữ hoàng đó lần nữa. Người thích cô ta hả? Không phải như vậy đâu. Ngay từ đầu đã không phải vậy mà. Giờ này tôi không có hứng thú mấy chuyện đó đâu. Tôi còn bỏ xem cả giải trí cho người lớn mà. Không lẽ là tôi bị thiến rồi? Không phải thứ cô đang nghĩ đâu. Có khả năng, năng lực tình dục giảm đi. Khi tập luyện thể chất quá nhiều, tôi không phải thái giám. Này Han, dù người có hét lên thái giám giữa đường, thì cũng không ai thèm nhìn lấy một cái. Đây là phúc hay họa vậy tôi đã nghĩ rồi. Lý do chắc là gì vậy thì lết là lý do đó. Ha ha, cả 1000 năm người luôn có một mỹ nhân thiên sứ bên cạnh. Nên đối với phụ nữ loài người, thì người chính là bất lực còn gì. Đừng nói như vậy nữa mà. Dù sao, khả năng dùng ma la của nữ hoàng đó thật là đáng chú ý. Dù tôi lên cấp thì cũng không dùng được ma la tí nào, nhưng khả năng của cô ấy thì lại quá xuất chúng. Cũng không phải là điều gì bất thường đâu. Đó là lý do tại sao thần thánh đưa con người đến một thế giới khác để luyện tập. Ý là mọi người chửi tôi hả? Ý là do cậu che giấu sự tồn tại của mình khỏi cả vũ trụ này nên chúa mới không thấy cậu. Và nếu nói đến đặc biệt thì cậu là người có thể xử lý mai giáp của quái vật mà không cần ma la hả? Có chuyện gì vậy? Ta cảm nhận được sự hiện diện của một đàn quái vật gần đây, một đàn sói hay chó hoang khoảng 70 con, dẫn đầu bởi một con sói kim cương cấp 35. Cái gì? Cấp 35 ư? Và 70 con theo sau nữa. Etha cô nói là giai đoạn đầu của đại họa thì quái vật cấp cao không xuất hiện, mà từ hôm qua ta đã thấy lạ. Vào ngày thứ hai của cơn đại họa, quái vật cấp 10 xuất hiện đã là vấn đề rồi. Cái gì? Hôm qua cô bình tĩnh lắm mà. Đó là do ta không muốn tỏ ra lo lắng với sinh vật cấp thấp thôi. Người bất mãn à? Etha thật là khác với Lết. Etha giống một cô tiểu thư nhà giàu ngạo mạn,
cảm giác như cô ta đang âm thầm vạch ra giới hạn giữa sinh vật cấp thấp và cấp cao. So sánh với cô ta, Lết thì thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch nhưng lại tốt bụng như chị gái vậy. Tôi nhớ cô quá. Này này, ta sẽ thành thật nhé. Trái đất giờ đây không bình thường. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta sẽ nói thật. Trái đất đang không ổn định trong lúc này. Sao cơ? Ta sẽ giải thích trên đường đi. Vì chúng ta đang gấp lắm rồi. Đi nhanh đi. Ta sẽ nói cho người biết. Nhóm của lũ quái vật đang ở đâu? Tiến lên phía trước số 1. Cô nghĩ tôi là robot à? Chúa trời đã dịch chuyển toàn bộ nhân loại vì một cơn đại họa sắp xảy ra và huấn luyện tất cả mọi người sử dụng mana. Nhưng Chúa lại để lại cho các con vật trên trái đất như chúng ta vẫn ở đó. Là vì Chúa trời đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn, ngay cả khi không được ai chăm sóc trong 10 năm. Tuy nhiên vì một lỗ hổng không xác định, dòng chảy thời gian trên trái đất đã bị bóp méo dữ dội. Cuối cùng 10 năm ở các thế giới khác trở thành 1.000 năm trên trái đất. 1.000 năm mình đã luôn ở với Led mà không thể nhận ra là 1.000 năm đã trôi qua. Đằng đó bên phải, anh, tóc tôi rụng hết mất. Mặc dù thời gian đã thiết lập lại, nhưng con quái vật được cho là chỉ sống được 10 năm, đã tồn tại được 1.000 năm và chắc chắn trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ. Quái vật ở trái đất bây giờ mạnh hơn nhiều so với các thế giới khác. Trái đất sẽ bị diệt vong. Đó là lý do vì sao chúng ta cần người giúp. Thiên đường đang thực hiện công việc của họ để khôi phục lại sự cân bằng. Cho đến khi sự khôi phục hoàn thành, chúng ta muốn người đảm nhiệm chức trách tiêu diệt bọn quái vật. Tất nhiên là chúng ta sẽ thưởng cho người xứng đáng. Cái đó có vẻ như là một nhiệm vụ rất khó khăn và rắc rối. Để đảm nhận đấy, tôi sẽ không từ chối. Đó là lý do tại sao tôi thích việc này. Han đã tiêu diệt được rất nhiều quái vật. Bạn nhận được 12.904 kinh nghiệm. Bạn đã đạt được bản sao lưu của chó sói kim cương cấp 3-15. Bạn đã tăng lên cấp 9. Chỉ số của bạn đã tăng lên 4 sức mạnh, 2 linh hoạt, 2 HP, 2 mana. Han, người là tên đần độn à? Sao lại thích nhiệm vụ khó khăn và rắc rối chứ? Không phải thế. Nghe vậy bé thiên sứ liền nói, ta suýt khen người đấy. Bạn đã đạt được bản sao lưu dữ liệu chó hoàng cấp 18. Cái tên ngây ngầu đấy dù chỉ là một con chó hoàng thôi. Lũ quái vật đã xuất hiện. Mau cảnh báo chuyện này ngay lập tức. Câu lửa hà, sao không có gì xuất hiện ở đó? Chết tiệt, mình không có chút mà la nào anh. Cứu với. Từ đâu đó nam chính của chúng ta đã xuất hiện và đánh cho lũ quái vật chảy máu mồm. Có ai không cứu tôi với? Chuyện gì thế, đó là ai, sao người đó lại mạnh như vậy? Tiếng nói của hệ thống vang lên. Nếu bạn không chọn một chức nghiệp, bạn không thể lên cấp 10. Tất cả những dữ liệu mà bạn đã đạt